Kinh điển nếu không có dạy học, chỉ đọc mà không biết ý nghĩa, như vậy nó sẽ không khởi tác dụng. Không những cần phải hiểu ý nghĩa của kinh điển, mà còn phải thâm nhập kinh tạng. Vì sao? Bởi nó giúp chúng ta khai ngộ, nó giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Đọc hàng ngày, nếu biết đọc cũng được. Then chốt là ở chỗ có biết đọc hay không. Then chốt học tập kinh điển cũng ở chỗ biết học hay không biết. Người biết học sẽ không chấp trước tướng văn tự, không chấp trước tướng danh tự, không chấp trước tướng tâm duyên. Đây gọi là biết học. Người biết học, người biết đọc là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đây là biết đọc. Người biết đọc, biết học đều được tam muội, đều được khai ngộ, đều có thể minh tâm kiến tánh. Đây thật sự bảo. Nên thời xưa, kinh điển hoàn toàn viết tay. Khi viết kinh, viết một chữ là đi rửa tay một lần. Cổ nhân thành kính đến mức độ này đấy. Bây giờ còn như vậy chăng? Còn. Tôi nhìn thấy một người, tôi thấy một người lớn tuổi, ông ta đã trên 70 tuổi. Ông viết kinh cũng là một chữ rửa tay một lần. Ông họ Trương, Trương lão cư sĩ. Tôi gặp ông ở Ottawa, Canada. Tôi mời ông ta viết bộ Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ông mất khoảng 2 năm để hoàn thành bộ kinh này. Đây là pháp bảo. Làm điều này không có tâm chân thành cung kính là không được. Bây giờ kỹ thuật in ấn phát đạt, chúng tôi đem bộ kinh này in ra. Lúc đó in số lượng không nhiều. Ở chỗ tôi còn có khoảng 10 mấy bộ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đem đến Đài Loan để tái bản. Thời kỳ mạt Pháp, chúng sanh được độ hoàn toàn nhờ vào pháp bảo. Hiếm có được bộ kinh viết tay, người ta viết rất cung kính. Sau này có thể tìm được người như vậy chăng? Rất hiếm. Thật sự có tâm cung kính này, nhưng chữ viết không đẹp. Còn chữ viết đẹp thì lại không có tâm cung kính. Chúng ta đối với pháp bảo cần phải cung kính. Pháp bảo nhất định phải trang nghiêm. Không được sơ suất, không được tùy tiện. Ngày nay, kỹ thuật in ấn tiến bộ, giá thành cũng thấp hơn trước rất nhiều. Lần này chúng tôi in một bộ bìa cứng Quần Thư Trị Yếu, giá ở Đài Loan là 2.400. Còn nhân dân tệ thì 600. Khiến người khác cầm trên tay là sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta làm không được điều này là có lỗi với Pháp bảo. Như vậy Pháp bảo mới có thể vĩnh viễn truyền về sau. Người ta cầm trên tay cảm thấy trân quý, nên khi mở kinh ra đọc không thể không cung kính. Nhìn thấy cuốn kinh trang nghiêm như vậy, có thể không cung kính sao? Không thể xem nó như báo và tạp chí. Hãy nhớ lời của Ấn Quang Đại Sư, 10 phần cung kính thì được 10 phần lợi ích. Không có tâm cung kính thì mở kinh ra cũng không có lợi ích. Diệu trí dung thông, tùy ý vô ngại. Chúng ta không làm được, nhưng ta có thể làm được tương tự như vậy. Chúng ta bắt chước, họ là thật, chúng ta là giả. Nhưng giả cũng giống thật. Vì chúng ta bắt chước cái thật. Ngày nay chúng ta nhân lúc khoa học vẫn còn ở thế gian, thì nên lợi dụng những công cụ này. Lợi dụng Internet để cùng học tập với mọi người trên toàn thế giới. Lợi dụng vệ tinh, lợi dụng số lượng lớn băng đĩa lưu thông. Nghĩa kinh rất thâm sâu, hương vị của nó cũng vô cùng. Đó là pháp vị. Không nỗ lực học tập thì không thể thưởng thức được. Siêng năng học tập, sau đó chia sẻ với người khác, hương vị sẽ không giống nhau. Vì sao? Bởi ta nếm được pháp vị mới có thể nói ra được. Nếu chưa nếm được, làm sao có thể nói ra được? Thật sự đã nếm được pháp vị, tôi biết rằng tâm quý vị thanh tịnh. Vì sao? Tâm không thanh tịnh thì không nếm được. Thưởng thức được pháp vị chắc chắn là tâm địa đã được thanh tịnh. Phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng. Nên khi ứng dụng trí huệ này, bố thí cho hữu tình và cúng dường tam bảo đều có phương tiện thiện xảo. Những việc ta làm sẽ khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Tự mình chẳng thể không có tâm hoan hỷ. Có tâm hoan hỷ sẽ không sanh phiền não, khiến những người chưa tiếp xúc Phật Pháp hoặc là vừa mới tiếp xúc Phật Pháp chưa lâu. Công phu chưa đến đâu, những người này sanh tâm hoan hỷ. Giúp họ nâng cao cảnh giới. Để Phật Pháp giúp những chúng sanh này phá mê khai ngộ, mê muội sinh ra phiền não, phiền não dẫn đến đau khổ, khai ngộ sẽ lìa khổ được vui. Khai ngộ, họ sẽ buông bỏ chấp trước. Khai ngộ, họ sẽ không còn đối lập với tất cả chúng sanh, sẽ không có mâu thuẫn, không có đấu tranh. Giúp xã hội này an định, ấm êm, giúp chúng sanh được hạnh phúc mỹ mãn. Đây là Phật Bồ Tát cho đến đệ tử của Ngài đều có thể làm được. Chỉ cần không từ bỏ kinh giáo, nỗ lực siêng năng học tập một cách kiên trì, thì ta sẽ làm được.